Xin chào các bạn, đây là dòng cần thủy sản VNSW Cup. Đây là model dùng cho ngành thủy sản. Cần được thiết kế hai màn hình mặt trước và mặt sau. Các bạn có thể người sau người ta sẽ dời vào màn hình này, và người sử dụng người ta có thể là sử dụng cái màn hình phía trước này để điều khiển. Trong series này có 4 model, tôi sẽ giới thiệu các bạn 3 model. Model 1,5 kg, model 3 kg, model 7,5 kg và model 15 kg. Công ty công tử Việt Nhật sẽ phê duyệt mẫu mức 1,5 kg, 3 kg và 15 kg. Đây là những mức thông dụng nhất, thông thường khách hàng sẽ xài. Đối với dòng cân mà từ 1,5 kg thì sẽ có 2 mức và 2 size số khác nhau. Ví dụ giống như ở đây, tôi sẽ cho các bạn thấy. Thì mức 7,5 kg hoặc là 1,5 kg, thì mức 7,5 kg này sẽ có size số là 0.2 gram, và trên 750 gram, xin lỗi các bạn, từ 0 cho tới 750 gram là size số là 0.2 gram, từ 750 gram tới 1,5 kg là size số là 0.5 gram. Cái này được sản xuất tại Trung Quốc. Đây là dòng con thủy sản. Đối với dòng cân các bạn thấy ở đây, ta có thể kiểm tra. Đây các bạn thấy nhảy 2,24C8, tức là 0.2 gram. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra trên mức 750 gram. Trên mức 750 gram, đây các bạn có thể thấy nhảy 5,05, là cho dòng cân như thế này. Đây là dòng cân thủy sản với hai phím sử dụng là zero on off và phím T. Ở đây phím on off là chúng ta dùng để tắt mở nguồn, ví dụ giống như khi các bạn có thể sử dụng, các bạn có thể nhấn giữ phím này để chúng ta off cân. Rồi sau khi off chúng ta có thể mở nguồn bằng phím nhấn giữ, cân sẽ khởi động. Xuất hiện ở đây khi nào đèn hết pin, cái đèn battery này nó sẽ phát sáng luôn các bạn. Đây, đây bạn đèn báo pin. Và khi ở chế độ zero ổn định thì cái đèn zero nó sẽ sáng các bạn. Ví dụ giống như khi chúng tôi tác động một vật lên thì cái zero nó sẽ không còn. Đây là cái đơn vị low power, mình có thể chuyển đổi với đơn vị low power. Ở đây chúng ta thấy không, cái đèn led, nếu mà chúng ta te nó đi thì cái đèn led nó sẽ sáng lên, là chứng tỏ là chúng ta vừa cho một cái vật nào đó về zero. Thì các bạn lấy ra các bạn thấy nó sẽ hiện thị giá trị âm, thì làm chúng ta có thể tay lại thì cái đèn led này sẽ mất đi và cái đèn zero nó sẽ thể hiện lên. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tim nước nằm ở ngay vị trí này, vì cái tim nước này chúng ta để chúng ta định vị cái khu vực chúng ta đặt cái cân cho nó ổn định hơn, và tốt nhất là cái tim nước nó sẽ lọt vào trong bên giữa cái này. Đây các bạn có thể thấy rõ hơn, đây có tim nước. Và đơn vị sử dụng mặc định ở đây là đơn vị gam. Rồi các bạn, gam. Đây là model chuyên dùng cho ngành thủy sản. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái cân, cái đĩa cân inox này là đĩa cân tháo rời. Chúng ta có thể tháo rời cái đĩa cân này ra. Với cái kích thước cân này, đây chúng ta có thể tháo rời cái đĩa cân này. Đây là cái lớp đĩa nhựa, sau khi chúng ta sử dụng xong thì chúng ta có thể tháo cái đĩa inox này ra, nếu mà có dính nước chúng ta có thể tháo rồi ra chúng ta vệ sinh. Đây là đĩa nhựa. Cái đĩa cân này nó nặng khoảng tầm 224 gram cho cái đĩa inox này. Đây, chúng ta sẽ xoay một vòng các bạn xem. Đây là dòng cân cúp VNSW.
Ngoài ra thì ngoài cái model này ra thì chúng tôi còn một số cái model cũng là cúp nhưng mà với mức ký lớn hơn, ví dụ giống như các bạn có thể thấy cái hai model này. Hai model này là cho model cúp 3 ký thì mặc định từ 0 cho tới 1,5 ký là sai số là 0.5 gram, đây các bạn có thể thấy 5. Còn trên mức 1,5 ký thì sai số là 1 gram, ví dụ giống như tôi đặt, các bạn thấy đây là 1 kg, tự động trên 1,5 ký thì sai số là 1 gram, đây mà các bạn sẽ thấy mất hết một số hoặc mà giờ chúng ta lấy xuống chúng ta sẽ thấy xuất hiện một dấu zero. Đây cân sẽ chia ra hai điểm mức cân và hai sai số khác nhau, và cân này thì cũng tương tự giống như cân đầu tiên nhưng mà sai số thì từ mức lớn hơn cho mức 3 ký. Còn đây là mức cân dành cho model 15 ký. 15 ký này sai số từ 0 cho tới 7,5 ký là sai số là 2 gram, đây các bạn thấy là 2 gram. Còn trên mức 10, trên mức 7,5 ký nó sẽ là 5 gram, đây các bạn thấy 2 ha các bạn, và sẽ chuyển đổi lên trên 7,5 ký, đây các bạn sẽ thấy 5, số là 0505 ở phần đầu, đây 05 ha các bạn, 05, và mức cân mát là 15 ký. Đây 15 kg là overload. Ba cân này như nhau với cái đĩa cân. Thì ở đây chúng ta có thể kiểm tra thấy là cái đĩa cân tính cả mặt ngoài đĩa inox của cái con này thì chúng ta có thể đo được cái đĩa cân. Nó rơi vào khoảng 220. Các bạn, kích thước đĩa cân dài và kích thước đĩa bề ngang 180. Về phần cao của cân thì chúng ta có thể thấy nè, nó rơi vào khoảng tầm 120 chiều cao. Đĩa cây và kích thước của cân thì nó dài khoảng tầm gần 3 tấc. Đây là 2 tấc 9. Cân thì thiết kế là có hai mặt, mặt trước và mặt sau. Chúng ta có thể di chuyển cái cân này. Đây. Rất tiện lợi cho những người bán hàng hoặc là trên một cái dây chuyền vận hành, người đứng trước và người đứng sau có thể sử dụng chung một cân. Ví dụ một người đứng ở phía sau này và một người đứng ở trước có thể sử dụng chung một trên một cái cân này để biết khối lượng hàng hóa. Thông thường các bạn sẽ thấy ở trong mấy nhà máy thủy sản thì họ sẽ dùng cái cân như thế này để mà cân hàng hóa. Rồi, cảm ơn các bạn.